dài ghê. Sông này lớn mà. Quá lớn. Đây về Vũng Tàu tiếng hồ á ơi, đủ quá đủ quá rồi. Quá lạ lên các bạn, cái bạn bị liệu nó la lên lên. Đường này thì chúng ta chỉ có chạy được 50 thôi nha. Trời ơi, hôm nay cái đường nhìn quá trời ơi. Nè các bạn nè, tốc độ giới hạn chỉ cho chạy 50 thôi.
tới giờ này mấy con có đứng không? Thank you.
đen gạch là sao ta? Trời, có 13 cây á phải hả? Đây luôn chứ đó là xe điện. Cái xe hôm qua mẹ nói là chứ không à.
mà đạp mà rồi đạp đạp tới giờ đâu luôn. Đi bao giờ muối Vinh Phong, muối Vinh Phong là thần tượng chúa đó, nhưng mà nói về thần chúa nó cũng cái cổng á, mình chưa có qua đó thôi. Thế là cái muối Vinh Phong là cao á, biết là ngay thần chúa, nhưng mà cái chỗ mà muối Vinh Phong là mình chưa giờ đi luôn á. Nói gì
hết hết tốc lực. Ai gặp mà lành lái không có lớn chắc hai chồng tới lại hơn. Gọi nào chứ, gọi mà nào thì thôi. Thì đi diễn cao đó mà đã kéo 140 lại hắn luôn. Giờ đầu tiên là xe nào mà chở được con. Đi radio nha, ngoài bất kỳ á. Nó không có chuẩn radio. Nó đi xe AB. Nó đi quay. Chuyến này chở khách đi về Vũng Tàu xa quá.
trường đi. Đâu giờ nó chỉ đường nào đâu rồi, đưa coi. Bao nhiêu mét nữa? Vô bản đồ coi ăn gì chứ. Em muốn ăn vẫn còn chứ à? Hả? Em muốn ăn chứ hả? Chạy lên ngoài đường gái đi rồi coi. Nó quan trường nó không cho chị vô nữa. Đi ăn.